Chuyện cây của bà hai nè. Mày đi nhanh quá vậy. À. À. Tóc kia ba ba. À, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Hay quá. Hay quá. Làm đi, làm đi, xuống. Đó, đó, đó. Xin chào Min. Min xin chào đi Min. Xin chào. Chào bà hai. Má không la. Con chào bà hai. Má không la. Không ra. Không ra. Min đâu? Min ra trước mình mới thấy được. Min ra trước mới thấy được Min. Rồi quay lại. Quay lại. À, quay lại. Quay lại. Rồi. Xin chào, xin chào. Quay lại. Rồi quay lại rồi. Rồi. Con sổ lại. Sổ đây, sổ đây. Con chào bà hai, con xin chào bà hai, nói đi. Chào bà hai đi. Min. Chào bà hai. Đây nè, con quay qua đây nè. Con chào bà hai. Con chào bà hai. Con tên là Min. Tên là Min. Con của mẹ Nga. Con của mẹ Nga. Ba Đức. Ba Đức. À, bà hai khỏe không? Bà hai khỏe. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên nói bà hai khỏe không? Đứng lên nói chuyện với bà hai đi, dòm vô. Nè, con chào bà hai nè. Con chào bà hai. Phú quốc khỏe. Ok. Ok. Sang chỗ. Bà ngoại quay. Rồi, đó bà ba lại chỉ luôn nè. Mình làm gì Min? Mình đang làm gì Min? Mình làm gì? Đang làm gì nói đi. Nói đi. Mình đang làm gì? Cái gì? Sơn. Quay đang làm gì? Quay cái giường kẽm. Sơn rồi. Quay cái giường kẽm rồi. Dơ quá kìa, nó dơ với rất nó dơ. Quay cái giường kẽm đó. Chải trên tường chải xuống á. Chải xuống đó. Ờ dơ quá. Dơ. Nó nhiều đó. Ờ dơ quá. Nó nhiều đó. Làm đi, làm đi. Đó, làm đi, đó, đó. Mày làm đó, cho sạch đó. Đó. Mày làm cho sạch đó, phải không? Mày làm kìa. Mày đang làm kìa. Ờ, mày đang làm kìa. Mày ngồi coi. Mày ngồi, ngồi đi, làm đi. Xỉn luôn hả?